Chỉ trong một cái clip thôi mà có quá là nhiều món đồ cute nè mấy bà. Trước tiên là mình sẽ tới món đồ dành cho couple đi. Cái này thì chỉ dành cho những bà nào đang có người yêu thôi nha. Còn nếu đang một mình thì vẫn xài bình thường. Đúng rồi, chứ đâu ai cấm đâu. Cái này gọi đúng là phong cách đen hồng luôn. Ông chồng mình nói sao em ở nhà mà em bước kiếm đâu ra ba cái món đồ xàm xí đú không? Phải mang cái ốp lưng này cho ổng, ổng xài liền. Chú ơi, làm như muốn kiếm món đồ cute như vậy là dễ lắm á. Có căng lắm mới tìm ra được đó. Hai cái món này á, nhìn giao diện thôi là biết gấu dầu. Cái cục này á là cục sạc dự phòng. Nhìn nó thì thấy dễ thương rồi đó, mà không biết xài có bền hay không thôi. Dạo này á mùa hè đi du lịch nhiều nên có em này cũng tiện. Mà giờ có sạc dự phòng rồi thì phải có luôn cái dây sạc chứ sao. Đó, dễ thương chưa. Em này nó có 3 đầu dây sạc khác nhau nha, xài được cho nhiều dòng điện thoại. Không chỉ như vậy đâu, mọi người coi nè, dây sạc còn có thể kéo dài ra tầm 2 mét. Rồi dây kéo dài đó quá giờ muốn ngắn lại sao? Đây, giật nhẹ cùng một lúc hai bên dây sẽ thu lại. Thích chứ, mình xài một bộ như vậy thấy sự đáng yêu được nhân hay. Còn này nhìn một phát mọi người biết luôn là gì rồi. Mùa hè mà có em này là cứ khỏe re mà tung tăng. Nói chứ cái em quạt đeo cổ này có 5 chế độ gió. Mình bật chế độ lớn nhất á, gió khá là mát. Người ta nói bật liên tục sẽ sử dụng từ 6 đến 8 giờ. Cái đó là bật chế độ nhỏ nhất thôi, chứ bật chế độ mát nhất tầm 3 đến 4 tiếng là nó tèo rồi. Ừ thì mami cũng có quạt rồi thì hai đứa con cũng có quạt luôn chứ. Cái quạt này á nhiều người review rồi, chắc các bạn cũng biết. Vậy thì mình sẽ review thêm một lần nữa cho bà nào chưa biết. Nhìn giá giá gì thì quá là đáng yêu rồi, không có gì để bàn cãi. Nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha, gió khá là mát. Mà nó nghe nè, mọi người đừng có quá là trông mong, không thể nào mà gió của nó có thể mạnh được như cây quạt ở nhà mình cắm điện được. Nhưng mà giá rẻ với lại cute như vậy thì ok là. Chất liệu của em này là silicone nên nếu có va chạm chút xíu thì cũng không có đến nỗi. Cái dây đeo á nha là mình có thể thu ngắn dài. À, cuối cùng đã unbox xong hết rồi. Sương sương vậy thôi mà hết gần 700 cành của tôi đó.